Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Top Team Việt, nơi kết nối những fan hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Những chuyển động mới nhất của các giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Xác định 9 đội tuyển dừng chân ở vòng loại World Cup 2022. Sau lượt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào đêm qua ngày 3 tháng 6 giữa Việt Nam, đã lộ diện 9 đội tuyển bị loại. Và hôm qua, đội tuyển Campuchia đã có chuyến làm khách đến sân của Bahrain. Thầy trò Keisuke Honda đã không thể làm nên bất ngờ và ra về với trắng tay với tỷ số 0-8. Kết quả này đã khiến Campuchia chính thức hết hy vọng tiến vào vòng 3 khi chỉ kiếm được 1 điểm sau 6 trận đấu. Cũng ở lượt trận thứ 6, hai đội bóng nằm ở dưới bảng E là Ấn Độ và Afghanistan đã không thể có được trọn vẹn 3 điểm. Với việc đội xếp thứ 2 là Oman đã có được 12 điểm, Ấn Độ 3 điểm và Afghanistan 5 điểm, chính thức hết cơ hội làm nên bất ngờ. Bên cạnh trường hợp rút lui của Triều Tiên, trước đó 6 đội tuyển cũng đã xác định là hết cơ hội giành vé tiến vào vòng 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực. Những cái tên này bao gồm Guam, Đài Loan, Bangladesh, Mông Cổ, Indonesia và Sri Lanka. Tại bảng G, bảng đấu có sự xuất hiện của đội tuyển Việt Nam, cục diện đang diễn ra vô cùng khó lường. Sau màn thị uy trước Malaysia với tỷ số 4-0, đội tuyển UAE đã vươn lên thứ 2 với 9 điểm. Trong khi đó, bất ngờ đã xảy ra tại sân Almaty khi đội bóng toàn thua 5 trận là Indonesia đã khiến cho Thái Lan phải chia điểm với tỷ số 2 đều. Như vậy, bảng G giờ đây đang chứng kiến 3 đội bóng cùng có chung 9 điểm là UAE, Thái Lan và Malaysia. Danh sách 9 đội tuyển chính thức hết cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đó là Campuchia, Ấn Độ, Afghanistan, Guam, Đài Loan, Bangladesh, Mông Cổ, Indonesia và Sri Lanka. Messi lập kỷ lục đáng quên trong màu Argentina. Siêu sao người Argentina cùng đồng đội đã không thể giành trọn vẹn 3 điểm trước Chile dù được thi đấu trên sân nhà. Sau 7 tháng, đội tuyển Argentina tiếp tục chiến dịch vòng loại World Cup 2022 bằng cuộc tiếp đón đối thủ nặng ký Chile trên sân nhà. Messi với một quả phạt đền chính xác đã sớm đưa La Albiceleste vừa lên dẫn trước, nhưng Alexis Sanchez đã tỏa sáng để quân bình tỷ số trận đấu. Trong những phút sau đó, hai bên chơi đầy nỗ lực nhưng không có nhiều cơ hội đáng chú ý được tạo ra. Tình huống đáng tiếc nhất diễn ra ở cuối hiệp 2 khi Epulga có pha đá phạt hàng rào đưa bóng trúng khung gỗ và đi ra ngoài. Thống kê chỉ ra rằng tiền đạo 33 tuổi đang không thực sự có duyên cho màu Argentina. Messi đã không thể ghi bàn từ các tình huống bóng sống trong 1.073 ngày, điều chưa từng xảy ra tại Barcelona. Chia sẻ sau trận hòa Chile, thủ quân của Albiceleste cho biết: "Đã khá lâu kể từ lần cuối cùng chúng tôi chơi cùng nhau, không dễ để đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo, nhưng đây vẫn là một trận đấu hay. Tôi khá hài lòng với kết quả này nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu là một chiến thắng. Từng chút một chúng tôi đang trở nên mạnh mẽ hơn." Messi cùng đồng đội đang xếp ở vị trí thứ 2 tại bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ với 11 điểm. Và sáng mai ngày 5 tháng 6 giờ Việt Nam, hai đội tuyển còn lại của top 3 là Brazil, Ecuador sẽ quyết chiến để phân định ngôi đầu. Khu vực Nam Mỹ sẽ có 4 suất rưỡi dự World Cup 2022, do vậy cơ hội dành cho Argentina vẫn là rất rộng mở với vị trí hiện tại. Đội tuyển Italia nhận tin buồn trước thềm vòng chung kết Euro 2020. Tiền vệ Stefano Sensi dị chấn thương và lỡ vòng chung kết Euro 2020 cùng đội tuyển Italia. Đây là tin rất buồn cho đội bóng của viên Roberto Mancini. Trong buổi tập trước trận đấu giữa đội tuyển Italia và Cộng hòa Séc, tiền vệ Stefano Sensi đã dính chấn thương gân khuèo. Tình hình của cầu thủ đang khoác áo Inter Milan là khá nghiêm trọng. Đội ngũ y tế của Ari xác nhận tiền vệ này phải chia tay vòng chung kết Euro 2020. Cầu thủ sinh năm 1995 sẽ trở lại Inter Milan để điều trị chấn thương. Mùa giải vừa qua, chấn thương khiến ngôi sao của Inter Milan liên tục phải nghỉ thi đấu. Anh chỉ ra sân có 21 lần trên mọi mặt trận với tổng cộng hơn 600 phút. Chấn thương của Sensi ngay trước thềm trận khai mạc Euro 2020 với Thổ Nhĩ Kỳ đang khiến huấn luyện viên Roberto Mancini cảm thấy rất đau đầu, bởi ông không còn quá nhiều sự lựa chọn tốt ở khu vực giữa sân. Bây giờ, cựu huấn luyện viên Man City chỉ còn Brian Cristante, Jorginho, Tomas Nocati, Nozeno Pellegrini. Chắc chắn ông sẽ phải lựa chọn một cầu thủ thay thế Stefano Sensi. Cái tên đó nhiều khả năng là Matteo Pessina. Cầu thủ này ban đầu có tên trong danh sách 28 cầu thủ sơ bộ của đội tuyển Italia, nhưng sau đó bị cắt giảm. Bây giờ khi mà Sensi vắng mặt, anh sẽ có cơ hội được tham dự vòng chung kết Euro 2020 cùng đội tuyển Italia. Pessina vẫn ở lại Auri để giao hữu với Cộng hòa Séc và nhiều khả năng niềm vui bất ngờ sẽ đến với cầu thủ này. Arsenal chia tay Odegaard và 3 ngôi sao đội 1. 3 ngôi sao được Arsenal mượn về bao gồm Martin Odegaard đã chính thức trở lại câu lạc bộ chủ quản, trong khi David Luiz ra đi vì không được gia hạn hợp đồng.
Gia nhập Arsenal theo dạng cho mượn từ Real ở phiên chợ tháng 1 năm nay, Martin Odegaard đã hòa nhập rất nhanh và trở thành cái tên được huấn luyện viên Mikel Arteta rất tin dùng. Tiền vệ tấn công người Na Uy đã đá 20 trận, ghi 2 bàn trong nửa mùa giải khoác áo pháo thủ. Phía Arsenal được cho là rất muốn tiếp tục hợp tác cùng với Odegaard, thậm chí chấp nhận trả tiền để mượn cầu thủ này thêm một mùa nữa nếu không thể mua đứt. Dù vậy, Real không đồng ý và buộc đội bóng Bắc London phải trả người lại. Trên trang chủ Arsenal thông báo, Odegaard đã chính thức rời sân Emirates để trở về câu lạc bộ chủ quản Real. Thực tế, tuyển thủ Na Uy cũng khao khát được thể hiện trong màu lốp bàn cốt hơn. Với sự có mặt của tân huấn luyện viên Carlo Ancelotti, anh hứa hẹn sẽ được trao cơ hội mới, ít nhất là trong giai đoạn trước mùa giải 2021-2022. Ngoài Odegaard, Arsenal còn chia tay hai cầu thủ được mượn về khác là tiền vệ Dani Ceballos và thủ môn Matt Ryan. Ceballos cũng về lại Real sau mùa giải thứ 2 không mấy ấn tượng, trong khi Ren chỉ bắt vỏn vẹn 3 trận từ khi cập bến Emirates hồi tháng 1, nên việc anh quay lại Brighton cũng không có gì lạ. Cái tên thứ tư thuộc biên chế đội 1 mà Arsenal gửi lời tạm biệt là David Luiz, trung vệ người Brazil hết hợp đồng vào cuối mùa giải 2020-2021 và đôi bên cũng thống nhất sẽ không gia hạn, anh sẽ ra đi theo dạng chuyển tự do. Đạt thỏa thuận kín với huấn luyện viên, Ronaldo định đoạt xong bến đỗ hoàn hảo. Việc huấn luyện viên Carlo Ancelotti cập bến Real Madrid rất có thể cũng sẽ đưa Cristiano Ronaldo trở lại đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Việc Real chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Carlo Ancelotti có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong kế hoạch tương lai của đội bóng này. Từng là người dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu đến La Decima nổi tiếng, Carlo Ancelotti đã quen thuộc với nhiều cựu binh tại Real Madrid và điều này có thể tạo cơ hội cho họ. Theo nhật báo Diario Gol, những cái tên như Gareth Bale, Isco hay Marcelo bỗng từ những kẻ bỏ đi ở Bernabeu nay lại có cơ hội để được trọng dụng trở lại. Đặc biệt, người ta phải nói về sự trở lại đầy tiềm năng của Cristiano Ronaldo. Cụ thể, ngày hôm qua, huấn luyện viên Ancelotti đã có những phát biểu chính thức về khả năng đưa Ronaldo trở lại Real Madrid. Chiến lược gia người Ý một lần nữa nhắc lại về tình cảm thầy trò với Ronaldo. Điều đó làm các cổ động viên Real Madrid chờ đợi một màn tái hợp trong hoàn cảnh CR7 gần như chắc chắn rời Juventus trong thị trường chuyển nhượng mùa hè. Không những thế, tờ Diario Gol còn nhấn mạnh rất có thể Ronaldo và huấn luyện viên Ancelotti đã có một thỏa thuận kín. Điều đó buộc chủ tịch Florentino Perez phải xem xét nghiêm túc đến việc cho một ngôi sao 36 tuổi. Mức giá mà Juventus chấp nhận bán Ronaldo trong thị trường chuyển nhượng mùa hè này chỉ rơi vào khoảng 25 đến 30 triệu euro. Và nếu như Real Madrid tiếp tục không có bước tiến trong thương vụ Mbappe, Bernabeu hoàn toàn có khả năng là bến đỗ hoàn hảo cho CR7. Xong, Barcelona chốt tương lai huấn luyện viên Ronald Koeman. Barcelona đã quyết định đặt niềm tin vào huấn luyện viên Ronald Koeman thêm một mùa giải. Huấn luyện viên Ronald Koeman được bãi nhiệm cũ của Barcelona, đứng đầu là cựu chủ tịch Bartomeu bổ nhiệm vào mùa hè năm ngoái, cộng thêm kết quả thất bại của đội bóng ở mùa giải vừa qua, tương lai của huấn luyện viên người Hà Lan ở Camp Nou trở thành dấu hỏi lớn. Cách đây hơn một tuần, nhiều nguồn tin cho rằng tân chủ tịch Barcelona João Laporta muốn tìm kiếm huấn luyện viên mới thay thế Koeman. Tuy nhiên, Laporta cũng tự giới hạn thời gian cho bãi nhiệm câu lạc bộ. Cụ thể, nếu trong vòng 2 tuần, Barca không tìm thấy ứng cử viên nào ưng ý, họ sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào huấn luyện viên người Hà Lan. Thông tin trên khiến người đại diện của Koeman rất tức giận. Dù vậy, tin tốt đã đến với trung vệ huyền thoại này. Theo các nguồn tin uy tín nhất ở châu Âu, Laporta và hội đồng quản trị Barcelona đã quyết định giữ Koeman ở lại thêm ít nhất một mùa giải. Cụ thể, chuyên gia săn tin Fabrizio Romano cho biết, Laporta đã đồng ý giữ Koeman và đôi bên sẽ sớm công bố thỏa thuận chính thức, qua đó làm rõ tương lai của huấn luyện viên này. Sau khi chốt xong tương lai Koeman, Barcelona sẽ tập trung hoàn tất việc chiêu mộ Memphis Depay và Jorginho Wijnaldum theo dạng chuyển tự do. Trong khi đó, kênh Esport 3 của TV3 Catania khẳng định rằng họ đã có sự xác nhận từ Laporta về vị trí của Koeman. Cụ thể, sau cuộc họp tại Camp Nou chiều ngày hôm qua giờ địa phương, chủ tịch Barcelona đã giơ ngón tay với các phóng viên để khẳng định việc Koeman sẽ ở lại. Chỉ ít phút sau thông tin của Romano và Esport 3, trang Twitter chính thức của câu lạc bộ Barcelona đã dẫn lời chủ tịch Laporta chốt tương lai Koeman. Laporta nói, Ronald Koeman sẽ tiếp tục dẫn dắt Barca ở một giải tiếp theo. Dưới thời Koeman, Barcelona đã thi đấu 54 trận trên một đấu trường, thắng 34 trận, hòa 9 và thua 11 trận. Cho dù thất bại ở hai giải đấu chính, Barca vẫn tránh được cảnh trắng tay ở mùa trước khi giành chức vô địch Copa del Rey. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.